Um, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là dự đoán về công việc của bạn trong tháng 12. Hôm nay mình hơi bị mệt cho nên là mình chỉ làm có 3 tụ bài thôi và mình chúng ta sẽ bắt đầu nha. 1 2 3. Và vì đây là trải bài chung cho nên là mọi người hãy đón nhận những cái thông điệp À, một cách tích cực và cởi mở và nếu như mà cái câu chuyện của cái trải bài này nó không có gì kết nối với câu chuyện của bạn á, thì chỉ đơn giản rằng là cái trải bài này nó không dành cho bạn mà thôi và ok anyway một hai ba bây giờ mình sẽ bắt đầu với tủ thứ nhất trước về tình hình công việc của bạn trong tháng 12 này sẽ như thế nào các bạn có lá năm gậy Basu, King of Wands, Số 1, Winter End, Rising Above, Step Away from the Round, Let Go and Blow, Communication Hiki, The Energy Gaining Moment, Contract và The Sun À, đối với những bạn mà chọn tụ số 1 á, trong tháng 12 này các bạn sẽ có một sự khởi đầu mới cho công việc của mình và cái sự khởi đầu này sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều những cái điều thú vị ở phía trước. Ở đây các bạn có lá năm gậy có thể bấy lâu nay á trong vấn đề về công việc của những bạn mà chọn tụ số 1 á là các bạn khá là băn khoăn và suy nghĩ rất là nhiều giữa cái việc mà ra đi hay là ở lại. Và chính vì cái điều đó nên là các bạn có rất là nhiều cái sự gọi là uh, đấu tranh nội tâm về cái vấn đề đó và cũng hoặc là có thể trong một số trường hợp đối với một số bạn á thì trong cái công việc của các bạn hiện tại đang có các bạn sẽ có rất là nhiều sự cạnh tranh và bạn cảm nhận được á rằng là cấp trên hoặc là sếp của các bạn không có đánh giá chính xác được cái gọi là cái năng lực của bạn như thế nào hoặc là những cái điều mà bạn cố gắng bạn bỏ ra thì không được nhìn nhận một cách xứng đáng Hoặc là nó nó không có một cái kết quả gì đó dành cho bạn Và lời khuyên ở đây cho bạn Các bạn có lá số 1 Trong bộ Oracle of Vision Nó tượng trưng cho một cái khởi đầu mới Các bạn có thấy khi mà cô gái này Mở tung cái hộp này ra Thì những cái cánh chim bồ câu mới Những cái cánh chim bồ câu trắng Chứ xin lỗi mọi người Đang bắt đầu cất cánh tung bay lên hay không Và ở đây ý nghĩa rằng á là mọi thứ nó đều mang một cái điều gì đó nó rất là tuyệt vời và rất là bí ẩn và chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được tương lai chỉ khi nào mà chúng ta chưa bao giờ thật sự mở nó ra hoặc là tiến đến cho nên nếu như những bạn nào mà các bạn chọn tuổi số 1 và các bạn đang có một cái dự định nào đó về cái việc ấp ủ hoặc là các bạn đang muốn rời khỏi công việc hoặc là các bạn đang muốn di chuyển chỗ hay là như thế nào đó tại vì ở đây các bạn có lá let go and flow giống như là hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và và thuận theo dòng chảy và bạn biết được rằng á đã đến lúc các bạn cần phải step away from the ground đã đến lúc các bạn cần phải có một cái bước đi khác biệt dành cho bản thân mình giống như có thể là bấy lâu nay á các bạn vẫn còn đang rất là chần chừ trong cái việc mà tiến lên về phía trước hoặc là các bạn tạo cái hướng đi mới cho mình tại vì á, có quá nhiều cái vấn đề về cái sự giống như là suy nghĩ đáng đo những cái nỗi sợ hãi cái nỗi sợ bị thất bại như thế nào đó nhưng mà đã đến lúc và trong cái khoảng thời điểm tháng 12 này á đã lúc các bạn cần phải tiến lên và cho mình một cái cơ hội cái khoảnh khắc khác. Và giống như hồi nãy mình đang giải thích cái lá số 1 này ở đây á, nó là cái điều những cái điều bí ẩn á, các bạn sẽ không bao giờ biết được cho đến khi nào các bạn bước đến và mở ra cái, cái cái hộp này. Nó là như vậy. Và ở đây các bạn còn có một lá rất là đẹp nữa, đó là lá Winter Ends. Nó là um rebirth, positive outcome nó giống như là sẽ có một cái điều gì đó mới đến cho các bạn Winter Air giống như là cái mùa đông băng giá những cái gì đó nó rất là mệt mỏi rất là lạnh giá rất là cô đơn lạnh lẽo lập 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 gì đó nó sẽ sớm kết thúc thôi và một lần nữa các bạn lại có lá là rising above giống như đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn cất cánh lên và tung cánh đi lên theo những cái hướng mà mình lựa chọn step away from the ground và cái điều này á nó nhấn mạnh thêm một cái lần nữa về cái việc rằng là bạn dám đưa ra cái lựa chọn, dám bứt phá theo cái hướng đi riêng của mình và bạn không có phụ thuộc vào giống như là mình phải đi theo những cái gì đám đông cần làm và thật sự á nhiều khi đôi khi những cái gì đó đám đông cần làm hay làm những cái điều gì đó mà đi theo số đông á lại là những điều không hề phụ thuộc với bạn và ở đây mình thấy được rằng đã lúc bạn cần phải có một cái hướng đi mới và để đi theo một cái hướng mà bạn cảm nhận được nó mang lại cái sự thoải mái và cái điều mà bạn thuộc về và như vậy bạn sẽ tìm lại được cái lửa trong cái sự nhiệt huyết trong cái công việc của mình ở đây bạn có lá king of wands nó nói lên rằng ở trong tương lai nếu như mà bạn thật sự đưa ra được cái quyết định let go and flow step away from the row có nghĩa là bạn quyết định đi theo cái hướng mà mình cảm thấy được tốt nhất á thì bạn sẽ có bạn có lá ba xu ở đây nè nó là tượng trưng cho reunion có nghĩa là bạn sẽ gặp được những cái hội nhóm hoặc là những cái cộng đồng mà thật sự bạn phụ thuộc bạn thuộc về và nó sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều cái sự nhiệt huyết ở đây một lá nữa đang nhấn mạnh đó là đời sinh lá đời sinh này thì ý nghĩa nó quá là rõ ràng rồi nói lên rằng á những cái gì đó đang tươi sáng đang tuyệt vời đang lấp lánh đang chờ đón bạn ở phía trước và các bạn có lá the, the energy gaining this moment có nghĩa là cái nguồn năng lượng nó đang được thúc đẩy trong cái khoảng thời điểm hiện tại này và mình nghĩ rằng những bạn mà chọn tuổi số 1 á các bạn đang có được cái sự thôi thúc để làm được cái việc đó hoặc là các bạn đã biết được rằng đã lúc mình cần phải làm cái gì đó mang đến một cái sự khác biệt và đã lúc mình mình lựa chọn cái hướng đi hoặc là cái tương lai cho mình chứ không phải là giống như cái lá contract ở đây có nghĩa là nhắm mắt và mình lựa chọn theo một cái hướng đi mà tất cả mọi người cùng đi vậy là bạn không chọn theo cái hướng mà nó mang cái tính chất an toàn nhiều hơn nữa và bạn biết được rằng á đã lúc bạn cần có phải cái sự đột phá cái sự khác biệt và cái sự đột phá này cái sự khác biệt này nó là một bước rất là quan trọng để bạn thể tiến về cái show family những cái gì những cái cộng đồng những cái gì điều gì đó thật sự thuộc về chính bản thân mình cho nên là những bạn chọn tuổi số 1 á các bạn hãy cố gắng lên các bạn còn có lá một lá này nữa đây nữa nè đó là communication key có nghĩa là cái sự mở rộng về cái kênh giao tiếp của mình và cái sự kết nối cộng đồng sẽ mang đến cho bạn những cái điều tuyệt vời nhất cho nên là các bạn đừng quá lo lắng và nếu như thật sự các bạn đang có một dự định nào đó rồi ở trong đầu rồi và các bạn đã có một cái kế hoạch rồi thì đừng trần chừ và đừng ngại ngùng để hiện điều đó. Và các bạn hãy nhớ đến cái lá số 1 này ở đây là chúng ta sẽ không thể nào biết được những gì sẽ xảy ra trừ khi chúng ta đủ can đảm và mở cái hộp bí ẩn như là cái hộp Pandora ra vậy đó cho nên làm rất là tuyệt vời cái khoảng thời gian mùa đông tối tăm lạnh giá nó sẽ qua đi và cuối cùng rồi thì bạn sẽ kiếm được cái nơi mà bạn thật sự thuộc về cái điều mà bạn cảm thấy như là mình có thể kiếm lại cái sự nhiệt huyết những cái gì đó dành riêng cho bản thân mình và đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 1 Bây giờ mình sẽ đến với tụ số 2 Các bạn có Closum Abundance Wow Appreciation Conclusion Arrington Bridge A new style is coming Connect with your soul family Take by side step Hidden path Scarlet Earth Model Lá số 49 Strength The Fool Và The Hermit những bạn mà chọn tủ số 2 này mình cảm nhận được đó là nó cũng giống như tủ số 1 luôn á. Cái uh nó sẽ có một cái sự khởi đầu một cái gì đó mới rất là tuyệt vời dành cho bạn. Nhưng mà cái điểm khác đối với những bạn chọn tụ số 2 á là có thể bấy lâu nay á các bạn có lá đờ hơn mình ở đây nè. Bấy lâu nay các bạn đang phải thu mình trong cái đám tông hoặc là trong cái cộng đồng hay là cái gì đó bạn không dám thật sự mở rộng lòng mình ra và giống như là bạn cảm giác được rằng bạn đi làm nhưng mà bạn thấy rõ là mình không có phù hợp với cái cái đám đông đó hoặc là cái cộng đồng đó và những gì mà mình đang giao tiếp hàng ngày hay là mình đang cố gắng á nó chỉ thuộc về cái vấn đề là mình đang xã giao thôi và mình thật sự á không có cảm nhận được ý là cái cảm trong cái mối quan hệ này á nó quá nhiều Thật sự đối với một số bạn á thì các bạn sẽ có một cái suy nghĩ giống như là à thì mình đi làm thôi và cái cái công việc của mình á là mình chỉ cần tập tập trung vào công việc thôi và những cái mối quan hệ giống như là bạn bè đồng nghiệp hoặc là cộng đồng xã giao á, thì nó thật sự không quan trọng nhưng mà các bạn biết sao không? Tại vì mình nghĩ rằng đa số các bạn ở đây Các bạn đi học và đi làm Thì thường các bạn mất đến 8 tiếng trong một ngày Để mà các bạn phải thường xuyên giao tiếp với những người trong công ty Cho nên là cái điều đó là cái một cái điểm nhấn rất là quan trọng Và cuộc đời của các bạn á, Phần lớn mỗi ngày mỗi ngày các bạn đều phải tiếp xúc với, với những người đó Cho nên về việc mà các bạn giao tiếp với một cái cộng đồng Hoặc là những một cái đồng nghiệp mà bạn cảm thấy bạn không có thuộc về Và bạn luôn có cảm giác rằng cái cảm giác mà trái tim bên lề á là khi mà mọi người nói đến một cái vấn đề hay là một cái đề tài gì đó mà bạn thật sự không có hứng thú và bạn cảm giác như là mình rất là uh, lạc lõng rất là lẻ loi á thì các bạn cần phải nên xem xét lại tại vì các bạn sẽ không thể nào kiếm được cái niềm vui từ trong cái công việc hoặc là trong đi làm tại vì riêng về cái suy nghĩ và cá nhân của mình á thì bạn bè và đồng nghiệp á là cũng là một phần có cái tác động rất là lớn trong cái việc mà các bạn có thể kiếm được niềm vui hay là cảm thấy cái niềm yêu thích trong công việc và ở đây các bạn có lá 49 nó nói lên về cái việc là các bạn cố gắng control mọi thứ quá nhiều. Giống như là bạn thấy hình ảnh của một chú hề ở đây hoặc là một vũ công ở đây và trên tay thì bị cột hoặc là bị điều khiển bởi những chú chim và bị dẫn dắt từ cái cánh cổng này qua những cái cánh cổng khác à, cái lá này nó còn mang ý nghĩa là destination về cái sự định mệnh hay là những cái gì đó xảy ra là sẽ bắt buộc phải xảy ra và không có cách nào để có thể chốn tránh được cho nên là mọi người theo cái hai nghĩa có nghĩa là cái việc mà bạn đang cố gắng các bạn control quá nhiều và các bạn không dám thay đổi hay làm các bạn như thế nào đó thì thật sự á mọi chuyện nó nó sẽ có một cái sự sách đặt của vũ trụ và cái việc mà bạn muốn hay không á thì nó trước sau gì nó cũng phải xảy ra thôi và giống như là cái việc mà bạn bị trói buộc để bạn phải làm theo cái việc đó cho nên là dù bạn có muốn hay không thì cũng vậy và cái là cái điều mà các bạn cần biết nữa đó chính là ở đây các bạn có lá connect with your soul family Chứ như nãy mình nói là đối với những bạn chọn tụ số 2 á, thì có thể rằng các bạn cảm thấy giống như là không có phù hợp trong cái cộng đồng hoặc là trong cái môi trường làm việc đó thì sẽ có một cái gì đó thay đổi mới đến với các bạn các bạn có lá ở new style coming và lá the full hai lá này từ hai bộ bài khác nhau nhưng mà cái ý nghĩa nó đều có chung một cái ý nghĩa đó chính là một cái sự khởi đầu mới một cái điều gì đó mới sẽ đến với bạn và mình nhận ra được rằng cái sự khởi đầu hoặc là cái điểm mới này đến với bạn nó là một cái sự thúc ép của vũ trụ một cái sự thúc ép của số phận và bạn sẽ phải nhận ra được cái điều đó ở đây bạn có lá step by size step giống như là mình cảm nhận được ở đây bạn đã cảm nhận được từng chút từng chút một rồi những cái điều đó sẽ những cái điều mà bạn đang trải qua và giống như cái lời mà mình nói hồi nãy á bạn cảm nhận được rằng là bạn không có thuộc về cái cộng đồng hoặc là không có thuộc về cái môi trường hay là cái hội nhóm trong cái môi trường hiện tại và cái điều mà bạn cần cảm nhận và bạn mong muốn đó chính là bạn phải quay về và bạn cần connect with your soul family những cái nơi hoặc là những cái cộng đồng mà bạn thật sự mong muốn và sẽ có rất là nhiều cái cái sự thúc đẩy ở đây các bạn có conclusion a win rich giống như là cái kết quả hay là cái outcome nó sẽ xảy ra sớm thôi và cái sự thúc đẩy này nó bắt buộc đối với các bạn là sẽ có một sự thay đổi và ở đây mình sẽ không chắc rằng á là cái sự thay đổi đó là sẽ từ những người xung quanh hay là như thế nào đó nhưng chắc chắn một điều rằng cái sự thay đổi đó nó phải đến từ bản thân của bạn trước cái đã và giống như là những cái điều mà những cái thông điệp mà mình hay nói hoặc là hay truyền đạt đối với mọi người ý hay chia sẻ đối với mọi người là tất cả mọi thứ đều phải bắt nguồn từ bản thân của mình trước và tại vì bản thân mình chính là chủ thể để có thể quyết định tương lai của mình cho nên là các bạn cần có một cái sự thay đổi một cái sự làm mới một cái sự khởi đầu ở đây và cái tương lai của các bạn các bạn có lá blossoming abundance và appreciation Giống như là trong tương lai sắp tới còn lại nó sẽ làm cái gì đó nó rất là nở hoa và tràn ngập những cái điều vui vẻ và những cái thành quả hay là những cái mà các bạn quyết định rằng mình sẽ có một sự thay đổi những cái something new ở đây á các bạn quyết định rằng mình nên có một cái hướng khác hay là một cái gì đó nó sẽ mang đến cho bạn những cái sự tuyệt vời những cái gì đó rất là trù phú và ở đây các bạn có scary up more the a message of love nhưng mà ở đây nó sẽ không thiên về chuyện tình cảm hay là gì đâu nha mọi người mà nó sẽ thiên về cái việc là chính cái sự thay đổi này á nó sẽ đưa các bạn rời khỏi cái tình trạng giống như là các bạn bị thu mình khỏi cái cộng đồng hoặc là một cái hội nhóm nào đó và bạn sẽ kiếm lại được cái niềm đam mê cái lửa của mình giống như là bạn làm cái việc gì đó và nó mang đến cho mình nó rất là nhiều tình yêu ở đây và các bạn có hidden path là giống như hồi nãy cái lá này nó cũng là một phần tượng trưng cho cái việc là những cái điều sâu kín bên trong hay là những cái cái con đường ẩn giấu bên trong nó chính là sự tác động của vũ trụ để đưa các bạn đến với những cái mà các bạn cần phải làm những cái hướng mà các bạn cần phải làm và mình nghĩ rằng các bạn đã biết được những cái dấu hiệu của nó là như thế nào rồi và còn lại á, nó sẽ tùy thuộc nhiều vào các bạn liệu rằng các bạn có dám đứng lên và có cái sự thay đổi cho chính bản thân mình hay không. Ở đây các bạn còn có một lá nữa đó là lá The Strength. <laughs> chính xác gì này Những gì mình nói luôn. Liệu rằng các bạn có dám đứng lên, các bạn có đầy đủ dũng khí để chấp nhận cái sự thay đổi hoặc là đi về phía cái sự thay đổi đó hay không? Và tất cả nó sẽ phụ thuộc nhiều về các bạn. Cho nên là những bạn mà chọn tụ số 2 đó nhưng mà thật sự các bạn cái câu chuyện của các bạn khớp với cái trải bài này và các bạn đang ở trong cái tình huống của đời hơi mệt có nghĩa là các bạn đang cảm thấy rằng là mình không mình bị lạc lõng mình không phù hợp với cái môi trường với cái cộng đồng này á thì đã lúc các bạn cần phải có sự can đảm để thay đổi và cái thay đổi này ở đây sẽ thiên về các bạn nhiều hơn các bạn uh, mình sẽ không gợi ý là các bạn sẽ phải thay đổi những gì tại vì á thật sự trong trường hợp của mỗi người sẽ có những cái giống như là những cái khía cạnh và những cái mặt khác nhau cho nên cái việc mà mình khuyên ý làm mình chia sẻ chính xác như là các bạn phải nghỉ việc hay là các bạn phải thay đổi công việc mới hay là các bạn phải chuyển chỗ làm các bạn đổi vị trí hay là các bạn thay đổi bản thân thay đổi suy nghĩ để cố gắng hòa nhập gì đó hoàn toàn nó hoàn toàn là vô nghĩa trong trường hợp này và chỉ có chính bản thân các bạn á Mới có thể biết được rằng bản thân mình cần phải thay đổi cái gì Để mình có thể kiếm ra được niềm đam mê Và những cái lửa, những cái nhiệt huyết trong bản thân mình Và đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tủ số 2 Cho những bạn chọn tủ số 2 các bạn phải cố gắng lên nha mọi người Bây giờ mình sẽ đến với tủ thứ 3 Các bạn có 3 ly 10 gậy 8 kiếm 37 The message Ganesha Street the line Detox A personal issue risk resolution dance unit are coming NV và The Garden and the gate hmm. Số 37 mọi người đợi mình xíu để mình sẽ uh... relationship interaction with others nó giống như là một sự kết nối ừ. ở đây nè các bạn có lá số 37 số lá số 37 này á, nó mang ý nghĩa là Relationship interaction with others Giống như là cái sự um, Tiếng Việt dịch là Những cái mối quan hệ các bạn có sự liên kết hay là có sự giao thoa lẫn nhau Và ở đây các bạn có lá NV Nó tự nhiên như sự ghen tị Và lá mười gậy Ở đây nữa Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 3 Thì mình cảm nhận được rằng là Có thể là các bạn sẽ có vấn đề gì đó Đối với đồng nghiệp hoặc là các bạn đang đi lên quá cao và chính vì điều đó cho nên hoặc là một ai đó đang ghen tị với bạn hoặc là chính bản thân bạn đang ghen tị với một ai đó và chính vì điều đó nên là bạn cảm thấy giống như là bản thân mình khi mà mình có cái cảm giác giống như là không hài lòng mình ghen tị hay là một cái gì đó thì bản thân mình đang đeo gông đeo nặng vào cổ rất là nhiều và những cái hành động hoặc là bất cứ những cái việc gì mà, người khác làm hoặc là mình làm Ý là cái người còn lại cái người đang ghen tị á người ta sẽ phải chú ý người ta để tâm rất là nhiều và chính cái điều đó các bạn làm cho các bạn có một cái tâm hồn hoặc là một cái trạng thái rất là nặng nề các bạn không có có thoải mái được và ở đây nè các bạn có lá là a personal issue risk resolution có nghĩa là mình thấy ở đây á nó sẽ nó sẽ thiên về một cái gì đó nó không hẳn là về công việc quá mà nó sẽ giống như là những cái vấn đề cá nhân nhiều hơn và chính vì cái điều đó cho nên là các bạn còn có lá tám kiếm ở đây các bạn thấy hình ảnh của một người đang ở trong tòa tháp và giống như là đang tưởng chừng như là muốn đổ sụp hoặc là ở dưới á, có rất là nhiều thanh kiếm ở trên đây mình nghĩ rằng những bạn mà chọn tụ số 3 các bạn có thể là bạn là người gan tị nha có thể là sẽ có hai chiều cho nên là các bạn có thể hiểu theo chiều ngược lại thì chính cái sự gan tị này á nó sẽ là mang đến một cái gì đó rất là toxic dành cho các bạn và cái điều đó nó sẵn sàng kéo các bạn đang từ ở những cái chỗ rất là bình an rất là làm an ổn rất là thanh bình gì đó mà là các bạn có thể sẵn sàng ngã xuống hoặc là rơi vào trong gai bất cứ lúc nào và bạn cảm nhận được cái điều đó và lời khuyên dành cho các bạn đó chính là detox đã lúc mình cần phải thanh lọc những cái cảm xúc của mình mình cần phải nhìn nhận những cái điều mà mình cần phải thay đổi và các bạn có lá The Message có nghĩa là Positive New Positive Outcome nghĩa là mình cần phải hướng đến những cái mặt tích cực những cái hướng đi những cái thông tin tuyệt vời hoặc là mình phải hướng đến những cái kết quả tương lai tuyệt vời hơn sẽ đến và thay vì đó thay vì các bạn để cái cơn giống như là cái con ghen tỉ cái con đi bộ độc ác xấu xa này nổi lên trò dậy thì hãy đè bẹp nó bằng cách street The Line như là hãy lan tỏa ánh sáng của tình yêu và những cái gì tuyệt vời và bạn biết được rằng á là mọi người đều có một cái hướng đi vào một cái con đường riêng cho mình và không có vấn đề gì để mình phải ghen tị mình đang nói hai chiều nên là mọi người hiểu hai chiều và không có việc gì mình phải ghen tị với một ai đó hoặc là một người khác nào đó và mình biết được rằng tất cả những cái hành động của mình á nó đều liên quan đến luật nhân quả và Chính như là luật hấp dẫn và nếu như mà mình luôn hướng đến những cái điều tốt và mình luôn có những cái suy nghĩ tích cực á thì chắc chắn là những cái điều tốt hoặc là những cái điều tích cực nó sẽ đến với mình hoặc là cho dù ở hiện tại bây giờ mình ví dụ nha ý là mình chỉ nói một cái ví dụ thôi là mình đang là người có năng lực năng lực đi nhưng mà mình cảm thấy là mình rất là hơn và và rất là ổn hơn cái người còn lại nhưng mà cái người kia thì luôn được đánh giá cao còn bản thân mình á thì cảm giác như là mọi người ít no hay là mọi người rất là phớt lờ về cái khả năng của mình và như là những cái điều mình bỏ ra đều không được nhìn nhận một cách xứng đáng thì mình hãy có một cái niềm tin rằng là mình hãy cứ làm tốt đi trước khi đã và rồi chắc chắn những cái outcome những cái positive nó sẽ đến với mình cho là các bạn đừng quá lo lắng gì cả và ở đây á các bạn có lá là Ganesha nó giống, nè mọi người thấy không à, không biết thấy chữ không cái giàu ý nghĩa của nó đây có nghĩa là clearing away of the school, giống như là đã lúc mình cần phải xóa bỏ những cái chướng ngại vật ở phía trước và để các bạn có thể tiến lên về phía một cái bậc bậc thang mới một cái gì đó cao hơn á, thì các bạn cần phải có tầm nhìn rộng hơn. Các bạn có the garden and the gay ở đây giống như là cái về cái việc là khi mà các bạn ở mãi trong khu vườn này thì các bạn sẽ không biết rằng á ở đằng sau xa xa ở bên cánh cổng này ngoại trừ khu vườn này nó là một cái thảo nguyên rất là rộng lớn đang chờ đón các bạn ở phía trước cho nên là cái việc của mình á là hãy cứ làm tốt với bản thân mình và thật sự á. cái cái từ mv này á cái cảm xúc này nó rất là nguy hiểm giống như khi mà mình ghen tị hay là mình tức giận với một ai đó nó sẽ giống như là cái việc là um, mình muốn giết người ta nhưng mà mình là người tự bản thân mình đi uống thuốc độc vậy đó và như là những cái cái nỗi hay là những cái cảm xúc nó không được lành mạnh nó rất là tiêu cực của mình á thì giống như là tự bản thân mình đang dìm mình xuống và cái người còn lại á, thì người ta rất là tung tăng người ta rất là như thế rất là tuyệt vời rất là không không cần phải để ý những cái chuyện đó và chỉ có bản thân mình mới là người đang tự dìm bản thân mình thôi ở đây á các bạn có lá ba ly và cái lá ba ly này á, là một lần nữa nó nó support cái ý nghĩa cho lá detox có nghĩa là hãy thanh lọc hết những cái suy nghĩ của mình và mình hướng về cái việc giống như là hòa đồng hoặc là trong một cái cộng đồng mà mọi người cùng chung tay giúp sức để có thể phát triển và làm việc một cách tốt hơn và đó chính là cái 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 mục đích chính hoặc là những cái điều tuyệt vời nhất trong công việc ở đây các bạn có the answer unit a mình có thể là những cái điều bạn đang thắc mắc bấy lâu nay các bạn sẽ sớm có được câu trả lời thôi cho nên là đừng quá lo lắng và ở đây nó còn cái lá bài này nó còn một ý nghĩa nữa hay là có nghĩa là những cái vấn đề hay là những cái công việc mà các bạn đã cố gắng bỏ công sức hay là như thế nào các bạn sẽ sớm nhận được cái hồi áp hồi đáp hoặc là cái sự đền bù xứng đáng những công sức của mình cho nên cái việc ghen tị này nó hoàn toàn không cần thiết và nếu như mà các bạn là đang là người ghen tị nha và trong trường hợp còn lại là các bạn đang là người bị ghen tỉ là bị người khác ghen tị bị người khác giống như là um, chăm chọc hay là đâm thọt sau lưng hay là cái nào đó thì bạn hãy tin rằng á cũng y như vậy đó chính là cái lá freeze the light giống như là hãy lan tỏa ánh sáng và mình hãy tin rằng á cái tình yêu và cái ánh sáng của mình một một ngày nào đó nó sẽ, sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của người còn lại và hãy nghĩ về những cái positive outcome giống như là sao ta những cái kết quả tích cực đang chờ đón mình ở phía trước và cái việc mà người kia đi ăn tị với mình nó thì nó đã là một cái gì đó nó đang rất là đau khổ rồi tại vì người đó hằng ngày mỗi ngày từng giờ từng phút đều phải chịu những cái sự áp lực và người ta lúc nào cũng phải canh me mình hay là cái kiểu như là luôn dòm ngó luôn để ý luôn theo dõi như là thám tử investigation ý là mọi thứ đều đều giống như à cái từ chính xác là từ soi mói ừ ý là người kia luôn phải mệt mỏi và hao tổn năng lượng để dành thời gian trong cái việc soi mói mình á thì thay vì các bạn cảm thấy rất là bực bội hay là dễ thì hãy suy nghĩ lại và thật sự cái người mà đi ghen tị với người khác á người đó cũng đã rất là đau khổ và cũng đã rất là mệt mỏi rồi cho nên là mình hãy có một phần nào đó hãy thông cảm cho người ta và hãy có một cái gì đó rất là đề tốt giống như hãy thanh lọc những suy nghĩ của mình và hãy cứ làm tốt cái công việc của mình trước đi đã và còn về cái việc mà người ta ghen tị hay là như thế nào đó thì trước sau gì rồi thì người đó cũng sẽ phải hiểu rằng những cái hành động của người đó hiện tại là sai thôi và nếu như mà cái việc đó mà nó không quá ảnh hưởng đến công việc của các bạn thì các bạn có thể chọn phương án là no cái sự cái việc đó cũng được tại vì thật ra cái người tốt á những người tốt thì sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi cả và các bạn hãy tin rằng luật nhân quả và luật hấp dẫn luôn là những cái luật có thật và các bạn hãy luôn tin tưởng vào điều đó và đó là xong thông điệp cho tụ số 3. Mình nghĩ là ngày hôm nay cái clip mình làm siêu nhanh. Và để nhận thông báo khi có video mới, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.